Trái đất chúng ta từng chứng kiến vô vàn loài săn mồi mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng có lẽ loài mang tính biểu tượng nhất chính là các thành viên của gia đình khủng long bạo chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thành viên khá nhỏ nhắn trong gia đình là khủng long răng nhọn Anpetosaurus, loài từng gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các loài ăn thực vật. Chào mừng các bạn đến với hồ sơ bạo chúa số 2, Anpetosaurus, cỗ máy săn mồi lão luyện của dòng họ Tyrannosauridae. Truy lùng lịch sử. Anpetosaurus trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằn lằn vùng Alberta, là một chi theropoda lớn thuộc họ Tyrannosauridae sống ở Bắc Mỹ ngày nay vào cuối kỷ phấn trắng muộn, khoảng 70 triệu năm trước. Anpetosaurus được phát hiện ở tỉnh Alberta của Canada, vùng lãnh thổ rộng lớn, hẹp và cằn cỗi nằm trên đỉnh bang Montana. Loài Tyrannosaur này trùng tên với rất nhiều loài khủng long khác, bao gồm Anpetoceratops là khủng long một sừng có mào, Anpetodromius là khủng long chân chim cỡ nhỏ và một Theropod là khủng long chân thú nhỏ có lông vũ mang tên Anpetonicus. Hóa thạch này được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1884, là loài có số lượng hóa thạch lớn với khoảng hơn 30 cá thể đã được phục hồi, cung cấp cho các nhà khoa học một kiến thức chi tiết hơn về giải phẫu của Anpetosaurus so với hầu hết các Tyrannosauridae khác. Anpetosaurus là một động vật ăn thịt đi bằng hai chân, đối với đôi tay nhỏ xíu chỉ có hai ngón, một cái đầu to với hàng chục chiếc răng lớn sắc nhọn. Nó có thể đã đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái địa phương của nó. Mặc dù Anpetosaurus to lớn đối với các loài động vật chân khớp thông thường, nhưng nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với Tyrannosaurus, người họ hàng to lớn và nổi tiếng hơn vì chúng chỉ nặng khoảng 2 tấn. Nghiên cứu hóa thạch. Anpetosaurus nhỏ hơn so với một số Tyrannosauridae khác, chẳng hạn như Tarbosaurus và Tyrannosaurus. Một con Anpetosaurus trưởng thành, điển hình có chiều dài khoảng 9m, cao khoảng 3m, trong khi cá thể hiếm hoi lớn tuổi có thể phát triển đến hơn 10m chiều dài. Một số ước tính khối lượng độc lập thu được bằng các phương pháp khác nhau cho thấy rằng một con trưởng thành Anpetosaurus nặng từ 1,7 tấn đến 2,5 tấn. Anpetosaurus có một cơ thể tương tự với tất cả các Tyrannosauridae khác. Nó cũng di chuyển trên hai chân sau, cái đuôi dài giúp xoay người nhanh chóng và cân bằng đầu nặng và thân. Tuy nhiên, hai chi trước của chúng cực kỳ nhỏ so với kích thước cơ thể của chúng và chỉ có hai ngón tay. Chức năng của các chi trước chưa được biết rõ, nhưng ở Anpetosaurus thì hai chi này vẫn lớn hơn một chút so với chi trước của T-Rex. Các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng hai cánh tay có thể hoạt động như những lưỡi móc khi tóm lấy con mồi. Tất nhiên, bộ hàm khổng lồ của những sinh vật này sẽ thực hiện ít nhất 90% công việc, nhưng những móng vuốt móc phía trước có thể đã tóm lấy da của con mồi để ngăn cho con mồi dễ dàng trốn thoát. Hai chân sau dài và bàn chân chúng gồm có 4 ngón, mà ngón chân thứ nhất ngắn và không chạm đất, ngón chân thứ 3 dài hơn các ngón còn lại. Anpetosaurus có thể đạt được tốc độ đi bộ từ 14 đến 21 km/h, tốc độ tối đa có thể đạt khoảng 30 km/h. Cái đuôi dài của nó giúp giữ thăng bằng và đôi mắt hướng về phía trước, giúp cho Anpetosaurus giữ tầm nhìn vào con mồi và không bị mất tầm nhìn trong môi trường rừng rậm mà chúng đang sinh sống. Người ta đã phát hiện 26 cá thể tại cùng một địa điểm cung cấp bằng chứng về hành vi, tập tính của Anpetosaurus. Việc này chứng tỏ một điều rằng Anpetosaurus có xu hướng chung sống và săn mồi theo bầy đàn, cho phép nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về chúng. Điều này là không thể với những loài khủng long ít được biết đến hơn. Cái đầu đồ sộ với hàng chục chiếc răng to và nhọn, khứu giác mạnh, thị giác tốt và lực cắn nghiền nát xương. Nó thậm chí có thể là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái địa phương của nó. Đặc điểm sinh học. Hộp sọ lớn nhất của Anpetosaurus dài khoảng 1,3 mét, được gắn với một cái cổ hình chữ S ngắn, vạm vỡ, dài khoảng 1 mét. Các khoang mở rộng có trong hộp sọ làm giảm trọng lượng của đầu trong khi vẫn cung cấp không gian cho các cơ bám vào và các cơ quan cảm giác. Phía trên mắt là những gờ xương ngắn có thể có màu sắc rực rỡ và được sử dụng để tán tỉnh bạn đời. Anpetosaurus có các dạng răng khác nhau phục vụ các chức năng khác nhau trong miệng. Hàm dài của nó có hơn 58 chiếc răng,
Trên mũi răng có các răng cưa hình quả chuối và có độ dày khác nhau đáng kể khi con vật già đi. Cũng giống như T-Rex, hàm răng của Ampetosaurus được điều chỉnh theo dạng chung để chống lại các lực gây ra bởi một con mồi đang giãy giụa. Một con Ampetosaurus có thể tạo lực cắn tối đa đạt tới 3,4 ngàn Newton. Nó có thể là một thợ săn di động. Sự nhanh nhẹn kết hợp với sức mạnh thể chất rõ ràng có thể đã khiến Ampetosaurus trở thành một thợ săn hung dữ. Cổ của Ampetosaurus rất khỏe và cơ bắp, nâng đỡ chiếc đầu to nhưng nhẹ. Những chiếc răng dài và cong lại với các cạnh giống như lưỡi cưa, hoàn hảo để xé thịt. Chúng không thích nghi với việc nhai, nên có khả năng Ampetosaurus nuốt thịt thành từng khối lớn, sử dụng trọng lực cho chuyển động kiếm ăn, mang tính biểu tượng của Tyrannosaurus, bằng cách xé một miếng thịt, ném lên không trung và nuốt nó. Con Ampetosaurus nhỏ nhất được biết đến là một chú bé 2 tuổi, nó nặng khoảng 50kg và dài hơn 2m một chút. Mẫu vật lớn nhất và lâu đời nhất được biết đến ở độ tuổi 28. Khi các mẫu vật ở độ tuổi và kích thước trung bình được vẽ trên biểu đồ, sẽ có đường cong tăng trưởng hình chữ S, với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất xảy ra trong khoảng thời gian 4 năm và kết thúc vào khoảng năm thứ 16 của cuộc đời. Tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này là 122kg mỗi năm. Sự kết thúc của giai đoạn tăng trưởng nhanh cho thấy sự bắt đầu trưởng thành về giới tính ở Ampetosaurus. Cách chúng săn mồi. Bất cứ khi nào các nhà cổ sinh vật học phát hiện ra nhiều mẫu vật của cùng một loài khủng long ở cùng một vị trí thì chắc chắn sẽ suy đoán loài khủng long này có tập tính bầy đàn. Mặc dù chúng ta không biết chắc chắn rằng Ampetosaurus có thực sự là một loài động vật sống theo bầy đàn hay không, nhưng dường như đây cũng là một giả thuyết hợp lý dựa trên những gì chúng ta biết về loài theropod nhỏ hơn, ví dụ như Coelophysis. Cũng có thể hình dung rằng Ampetosaurus đã đi săn theo đàn của mình, hay ví dụ những con vị thành niên đã dồn Hippocrosaurus hoảng loạn về phía vị trí chiến lược của những con khủng long trưởng thành. Ampetosaurus sống trong một hệ sinh thái vô cùng phong phú và nó có nhiều con mồi để lựa chọn. Không chỉ có các loài khủng long như Edmontosaurus và Lambeosaurus mà còn có rất nhiều khủng long mặt sừng Ceratopsian và khủng long Ornithomimid. Nhiều khả năng là loài khủng long bạo chúa này thường nhắm vào những con mồi non, những cá thể già yếu hoặc bệnh tật, tách chúng khỏi đàn bằng những cuộc rượt đuổi với tốc độ cao. Và giống như người anh em họ hàng của nó là T-Rex, Ampetosaurus sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi tác động vào xác của một loài động vật bị bỏ lại bởi một kẻ săn mồi đồng loại. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay, khép lại tập tiếp theo của series Hồ sơ bạo chúa. Hy vọng qua video này giúp bạn hiểu thêm về loài khủng long thú vị này. Tập thể Untrexshare xin chân thành cảm ơn tất cả sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Nếu video này hữu ích, hãy ủng hộ chúng mình bằng một like, một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Hồ sơ bạo chúa. Xin chào và hẹn gặp lại.